Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu bài thơ Đất nước trích trong Trường ca Mặt đường khát vọng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về tác giả. Thứ nhất, chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của tác giả. Nguyễn Khoa Điềm sinh ra trong một gia đình trí thức, giàu truyền thống yêu nước và tinh thần cách mạng. Ông đã học tập và trưởng thành trên miền Bắc trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội. Và sau đó thì ông tham gia chiến đấu và hoạt động văn nghệ ở miền Nam. Ông là một trong những nhà thơ tiêu biểu của thế hệ các nhà thơ trẻ thời kỳ chống Mỹ. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về sự nghiệp thơ văn của ông. Ông đã viết rất nhiều tác phẩm, mà trong đó thì có Trường ca Mặt đường khát vọng. Phần này các em có thể xem được chi tiết hơn trong sách giáo khoa. Ông có một phong cách thơ đặc trưng là giàu chất suy tư, xúc cảm dồn nén và mang màu sắc chính luận. Phong cách ấy được tóm gọn lại trong bốn chữ: chữ tình, chính luận. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về Trường ca Mặt đường khát vọng. Trường ca Mặt đường khát vọng được hoàn thành ở chiến khu Bình Trị Thiên năm 1971 và tác phẩm thể hiện sự tích tỉnh của thế hệ thanh niên chống Mỹ với ý thức trách nhiệm sâu sắc với quê hương dân tộc. Kết cấu của tác phẩm này gồm có 9 chương: lời chào, báo động, giặc Mỹ, tuổi trẻ không yên, đất nước, áo trắng và mặt đường, xuống đường, khoảng lớn âm vang, báo bão. Như vậy thì chúng ta thấy đoạn trích đất nước mà chúng ta được tìm hiểu hôm nay nằm ở chương giữa trong Trường ca Mặt đường khát vọng. Như vậy chúng ta sẽ đến phần tiếp theo là tìm hiểu về đoạn trích đất nước. Vị trí nằm ở phần đầu trong chương 5 của Trường ca. Đoạn trích thể hiện đề tài là suy ngẫm về đất nước, về dân tộc, khẳng định một chân lý: đất nước này là đất nước của nhân dân. Cũng viết về đất nước, nhiều nhà thơ khác đã từng có những bài thơ. Ví dụ như Nguyễn Đình Thi đã viết: Việt Nam đất nước ta ơi, mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn, cánh cò bay lả dập dờn, mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều. Hình ảnh đất nước ở trong đoạn thơ ấy là hình ảnh mà cảm nhận đất nước ở những nét hoành tráng trong không gian với giọng điệu ngợi ca đầy tự hào. Hay Chế Lan Tiên khi viết về đất nước đã từng có những câu thơ: hỡi sông Hồng tiếng hát 4.000 năm, tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? Chưa đâu, và ngay cả trong những ngày đẹp nhất, khi Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc, Nguyễn Du viết kiều, đất nước hóa thành văn. Khi Nguyễn Huệ cưỡi voi vào cửa Bắc, Hưng Đạo diệt quân Nguyên trên sóng Bạch Đằng. Những câu thơ ấy cho thấy nhà thơ cũng cảm nhận đất nước trong những trang sử hào hùng với giọng điệu hào sảng, hùng tráng. Như vậy thì ở đây hầu hết các tác giả đều cảm nhận đất nước ở một cái đường nét lớn, ở một khoảng cách xa nhất định, với cái nhìn đầy chiêm ngưỡng tự hào. Tuy nhiên thì tác giả của chúng ta lại cảm nhận đất nước ở trong một cái hình ảnh tư thế gần gũi. Nó thể hiện ở trong những lời mà tác giả đã từng viết. Chương 5 là một chương lớn. Tôi viết chương này trong những ngày mưa triền miên sau Tết. Đó là thời kỳ máy bay Mỹ đánh phá dữ dội, B-52 dội liên tục, làm cho mọi thứ tối tăm mù mịt. Chúng tôi ngồi trong hầm và viết. Cảm xúc được cộng hưởng bởi tiếng bom nổ, bởi khói bom và mưa rừng. Có khi viết xong, một trận bom làm cho bản thảo bay tung tóe, lượm lại trang còn trang mất, lại ngồi viết tiếp. Tôi viết rất nhanh, như cảm xúc đã dồn tụ một cách mãnh liệt, giờ chỉ còn việc tuôn chảy ra thôi. Tôi viết về những điều giản dị của chính tôi, về tuổi trẻ và các bạn bè trong tranh đấu ở trong thành phố. Nên nhân vật của tôi là anh và em. Đó là lời đằm thắm của một người con trai nói với một người con gái. Chúng tôi, mỗi người có một số phận khác nhau, nhưng đều gắn kết trong một số phận chung là số phận đất nước. Đất nước với các nhà thơ khác là của những huyền thoại, của những anh hùng, nhưng với tôi là của những con người vô danh, của nhân dân. Qua
lời của tác giả thì chúng ta thấy rõ ràng cùng là chủ đề đất nước. Thế nhưng đoạn trích đất nước đã mang một chủ đề khác biệt hẳn so với những cả bài thơ khác. Rõ ràng ở đây, chủ đề ấy là chủ đề nói về đất nước trong những hình ảnh bình dị nhất, gắn với những điều mà mỗi chúng ta đều cảm thấy, đó là chùm khế ngọt, là chiếc cầu tre phát vẻo, là cánh diều biếc của tuổi thơ, là những cảnh vật chứa chứa biết bao nhiêu kỷ niệm. Ở đó thì tác giả đã thể hiện một điều là cần phải gắn bó với đất nước, gắn bó với nhân dân, với những con người vô danh, chứ không phải chỉ nhìn đất nước ở một phương diện xa rộng. Không chỉ vậy, khi đọc toàn bộ bài thơ, chúng ta sẽ phát hiện ra Nguyễn Khoa Điềm viết bài thơ với cái nhìn suy ngẫm về cả chiều dài lịch sử, cả chiều rộng không gian, địa lý của dân tộc. Để qua đó, ông khẳng định một chân lý, dẫu thực ra không có gì mới mẻ, nhưng có thể nói với dân tộc ta là một chân lý bất biến. Đất nước này là đất nước của nhân dân. Tiếp theo, chúng ta đi vào phần 2 La Mã, đọc hiểu văn bản. Văn bản này có thể chia làm hai phần. Phần thứ nhất, 42 câu đầu, nói về đất nước được cảm nhận từ nhiều phương diện, chiều sâu lịch sử văn hóa dân tộc, chiều rộng không gian và chiều dài của thời gian. Phần thứ hai, 47 câu cuối, tác giả khẳng định một tư tưởng cốt lõi, cảm nhận về đất nước của nhân dân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu phần thứ nhất. Trong phần thứ nhất, chúng ta sẽ chia làm nhiều phần nhỏ để tìm hiểu dễ hơn. Đầu tiên, phần thứ nhất từ câu 1 đến câu 9, chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc đất nước. Ngay từ câu mở đầu của đoạn trích, tác giả đã đưa ra một lời khẳng định. Khi ta lớn lên, đất nước đã có rồi. Câu thơ với giọng điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ như những lời tâm tình, kết hợp với hình ảnh thơ bình dị gần gũi, đưa ta trở về với cội nguồn đất nước. Đất nước có từ xa xưa, khó xác định và lý giải, chỉ có thể cảm nhận từ những phương diện gần gũi trong đời sống hàng ngày. Từ đất nước viết hoa thể hiện sự trân trọng của tác giả với đất nước. Hai tính bình dị ấy vang lên, nhẹ nhàng, song thiêng liêng, và nó được lặp đi lặp lại trong cả bài như giữ nhịp thơ, đồng thời khắc sâu vào trái tim người đọc. Tuy nhiên, cũng có lúc đất nước tách nhau như để lý giải cho cặn kẽ hơn hình ảnh đất nước. Và bốn chữ cuối của câu thơ vang lên đầy tự hào. Đất nước đã có rồi. Đó là lời khẳng định chắc lịch về sự trường tồn của đất nước qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tiếp theo, từ câu số 2 đến câu số 4, tác giả đã nói rõ hơn cảm nhận về đất nước của mình qua chiều dài, văn hóa, phong tục. Đất nước có trong những cái ngày xưa, mẹ thường hay kể. Đất nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Ta cảm nhận thấy rõ ràng, ở trong đây, tác giả đó nói về đất, hình ảnh đất nước gắn liền với những câu chuyện cổ, với những điều bình dị nhất. Thì ra lịch sử sâu thẳm của đất nước ta không phải chỉ được cắt nghĩa bằng sự nối tiếp các vương triều hay là các sự kiện trọng đại như trong Đại cáo Bình Ngô. Đại cáo Bình Ngô Nguyễn Trãi đã từng viết, như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, núi sông bờ cõi đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác, từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời gây nền độc lập, cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên hùng cứ một phương. Đó là những hình ảnh gợi lên chiều dài lịch sử vô cùng xa xôi và trang trọng. Thế nhưng ở đây, tác giả đã tìm về lịch sử với những hình ảnh gần gũi thân quen, bằng những câu thơ gợi đến truyền thuyết xa xưa, đến văn minh lúa nước sông Hồng, cùng những phong tục tập quán độc đáo từ lâu đời. Đất nước trước hết không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là những gì gần gũi, thân thiết nhất ở ngay trong cuộc sống bình dị mỗi con người. Và việc sử dụng những chất liệu văn học dân gian như là chuyện cổ tích, như là hình ảnh truyền thuyết thánh gióng, như là hình ảnh miếng trầu với câu chuyện cổ tích trầu cau ấy, đã làm cho
và hình ảnh đất nước trở lên gần gũi hơn với mỗi con người. Và nó làm rõ hơn một tư tưởng, đất nước này là đất nước của nhân dân. Rõ ràng, ở trong đoạn thơ chúng ta thấy tác giả đã rất khéo léo khi sử dụng kiểu cấu trúc đất nước đã có, đất nước bắt đầu, đất nước lớn lên, giúp cho chúng ta hình dung được cả quá trình hình thành và phát triển của đất nước qua trường kỳ lịch sử nằm sâu trong tâm thức con người Việt Nam biết bao nhiêu thế hệ. Và đặc biệt, ở trong câu số 2 đến câu số 4 này, ta thấy đất nước hiện hình qua những câu chuyện cổ tích, như ở trong câu thơ số 3, đó là chuyện cổ tích Trầu Cau. Đó là câu chuyện cổ tích gợi lên nghĩa tình anh em, tình vợ chồng gắn bó keo sơn. Hay ở trong câu số 4, hình ảnh che mà đánh giặc gợi đến truyền thuyết thánh gióng nhằm ngợi ca sức mạnh của tình yêu dân tộc đất nước. Những câu chuyện cổ tích ấy gợi đến một đất nước Việt Nam bao dung hiền hậu, son sắt nghĩa tình nhưng vẫn vô cùng quyết liệt khi đấu tranh chống giặc xâm lược. Mỗi quả cau, miếng trầu, cây tre đều gợi đến một vẻ đẹp tinh thần đất nước thấm đẫm ngọn nguồn lịch sử dân tộc. Để rồi khi đọc lên, chúng ta thấy xiết bao tự hào. Ở trong câu thơ số 2, cảm hứng về đất nước của Nguyễn Văn Điểm đã bắt đầu từ những huyền thoại. Ngày xưa mẹ thường hay kể. Nó đọng lại trong tiềm thức chúng ta với hình ảnh cô Tấm ngoan hiền, với sự tích bánh chưng bánh dày, với bà tiên nhân hậu hay mụ dì ghẻ độc ác. Hình ảnh đất nước vừa hiện lên giản dị gần gũi, vừa thiêng liêng sâu lắng, bởi nó gắn với thế giới tâm hồn của con người, được nuôi dưỡng từ thuở thơ bé và truyền lại cho muôn đời sau. Từ ngày xưa vang lên, chỉ hai từ ấy thôi, nhưng bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ ùa về. Và nó làm cho chúng ta chợt nhớ tới những câu thơ của nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ. Tôi yêu chuyện cổ nước tôi, vừa nhân hậu lại vừa tuyệt vời sâu xa. Thương người rồi mới thương ta, yêu nhau dù mấy cách xa cũng gần. Để rồi đến câu thơ thứ 3, nhà thơ đã lựa trong kho tàng văn học dân gian, chọn ra một câu chuyện để khắc họa hình ảnh đất nước bằng chính những cảm nhận sâu sắc của mình. Đất nước bắt đầu từ đâu? À, đất nước bắt đầu bằng câu chuyện cổ tích Trầu Cau. Đấy là một sự lý giải của tác giả. Câu chuyện gợi đến tình nghĩa anh em, tình vợ chồng gắn bó keo sơn. Đất nước bắt đầu với miếng trầu, có nghĩa đất nước được hình thành trong lối sống tình nghĩa. Miếng trầu bây giờ bà ăn bắt nguồn từ thuở xa xưa, từ truyền thống tốt đẹp. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Đất nước lại được sinh ra và nuôi dưỡng trong truyền thống đạo lý tốt đẹp đầy nghĩa tình ấy. Không chỉ vậy, trong câu số 4, tác giả còn nói đến hình ảnh đất nước được hình thành và lớn mạnh, trưởng thành trong những cuộc đấu tranh bảo vệ dân tộc. Đất nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc. Câu thơ gợi nhắc đến truyền thuyết thánh gióng, làm ta nhớ đến một cậu bé lớn nhanh như thổi để lên đường đánh giặc ân cứu nước. Một câu chuyện ngợi ca, sức mạnh của tình yêu dân tộc và hình ảnh kỳ vĩ thánh gióng. Và đất nước cũng đã trưởng thành, mọi người cùng nhau đồng lòng đánh giặc, là gợi cho chúng ta thêm một niềm tự hào. Với Nguyễn Khắc Điểm, ông đã nhìn thấy sự trưởng thành của đất nước trong đau thương, trong thử thách, nhờ công cuộc đấu tranh và lòng yêu nước dân tộc. Qua lịch sử, truyền thống ấy trở thành một truyền thống yêu nước thiêng liêng. Đất nước không phải chỉ được hiện thân qua những câu chuyện cổ tích, mà nó còn được hiện thân qua những phong tục tập quán. Trong câu số 5, số 6, tác giả đã nói về những phong tục này. Tóc mẹ thì bới sau đầu, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Đất nước là hiện thân của những phong tục ngàn đời, là minh chứng cho một dân tộc giàu truyền thống văn hóa, giàu tình yêu thương, gắn bó với mái ấm gia đình. Ở câu thơ số 5, tác giả đã nói về hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bới sau đầu. Đó là một hình ảnh giản dị và vô cùng thiêng liêng. Mái tóc búi ấy vừa gợi lên cho chúng ta thấy được vẻ đẹp nữ tính, nhưng đồng thời cũng chính là hình ảnh những người phụ nữ tảo tần hàng ngày chăm lo cho gia đình. Nó làm chúng ta gợi nhớ tới câu thơ, những câu ca dao cổ.
tóc ngang lưng vừa chừng em búi, để chi dài bối rối lòng anh. Hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bới sau đầu đã in sâu trong nếp nghĩ, trong những suy ngẫm của con người về cuộc sống. Nó lam lũ đấy nhưng vẫn duyên dáng tảo tần và đảm đang làm sao. Không chỉ vậy, ở câu thơ số 6, tác giả còn gắn liền hình ảnh đất nước với lối sống trọn nghĩa, trọn tình thủy chung. Đất nước hiện ra trong một lối sống đẹp, cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn. Ý câu thơ này đã được lấy từ những câu ca dao rất đẹp. Muối 3 năm, muối đang còn mặn, gừng 9 tháng, gừng hãy còn cay. Đôi ta nghĩa nặng tình dày, dù 3 vạn 6 ngàn ngày cũng chẳng xa. Hay tay bưng đĩa muối chén gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Ý thơ giản dị mà ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Tình yêu được sinh ra và nuôi dưỡng từ trong nghèo khó, từ trong hoàn cảnh đầy thử thách, thật đáng trân trọng, đáng quý. Đó là lối sống trọn nghĩa, trọn tình, thủy chung đã trở thành một truyền thống thiêng liêng được lưu truyền qua bao đời. Và sự sinh thành phát triển của đất nước song hành cùng với sự lưu truyền phát triển của truyền thống ấy để cho chúng ta niềm tự hào sâu sắc. Tiếp theo, ta thấy tác giả còn nói về sự hình thành phát triển đất nước qua công cuộc lao động để sinh tồn. Cái kèo, cái cột thành tên, hạt gạo phải một nắng hai sương, xay dã dần sàng. Đất nước là thành quả của công cuộc lao động vất vả ấy. Ở đây, nhà thơ đã nói về công cuộc lao động ấy rất cụ thể qua hình ảnh tên của những sự vật. Cái kèo, cái cột chính là những thứ đơn sơ tạo lên mái ấm gia đình, là những vật dụng lao động. Thế nhưng, đất nước hình thành từ gì? Từ chính những thứ giản dị ấy, từ chính những vật dụng lao động giúp cho con người có thể sinh tồn, phát triển ấy. Nói cách khác, nó chính là một tế bào của đất nước, mà chỉ có những người sống ở đây, lao động thì mới có thể cảm nhận được. Ngoài ra thì tác giả còn phát hiện được rõ nét đặc trưng của dân tộc ta, đó là nền văn hóa lúa nước. Chúng ta có công việc đặc trưng, đó là công việc về nông nghiệp. Câu thơ số 8 nói về hạt gạo, nói về việc ở chúng ta tạo ra hạt gạo, cũng như là nói về đặc trưng trong công việc lao động của người Việt xưa. Hạt gạo phải một nắng hai sương ấy chính là nói về công việc lao động nông nghiệp rất là vất vả. Để tạo ra được một hạt gạo đâu phải dễ dàng, phải xay dã dần dàng. Lời thơ như mở ra cho chúng ta thấy được công việc lao động của người nông dân và đồng thời cũng nói đến sự cần cù của họ. Hình ảnh thơ của Nguyễn Khoa Điềm làm ta gợi nhớ tới câu ca dao: cày đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Sự hình thành và phát triển của đất nước quả là một quá trình lâu dài nhờ bàn tay lao động xây dựng của con người từ thuở sơ khai. Khi con người tạo dựng những cái đơn giản nhất với nỗ lực một nắng hai sương, thì con người đã biết xay dã dần dàng để tạo lên hạt gạo, tạo lên giá trị vật chất xây dựng đất nước no ấm. Cách sử dụng từ ngữ một nắng hai sương và chọn lọc hình ảnh xay dã dần dàng cùng nhịp điệu lan tỏa gợi những suy ngẫm liên tưởng. Hình ảnh đất nước hiện lên nhờ bàn tay lao động cần cù sáng tạo của con người, hiện dần qua nhịp điệu gạo rơi trên sân, trong tiếng chày, trong tiếng máy xay, với cuộc sống lao động bền bỉ dù vất vả lam lũ. Qua đó ta nhận ra nét đặc trưng riêng của nền văn hóa Việt, văn hóa lúa nước. Hình ảnh đất nước hiện ra trong cuộc sống sinh hoạt là một đất nước cần cù sáng tạo trong lao động. Và cũng chính trong cuộc sống lao động sinh hoạt, nhà thơ còn khám phá ra sự hình thành phát triển ngôn ngữ dân tộc. Nó gắn liền với nguồn gốc hình thành phát triển của đất nước. Khi con người biết lao động tạo dựng cuộc sống chính là khi họ biết đặt tên cho những sự vật hình tượng gần gũi nhất, cái kèo, cái cột. Và trong quá trình lao động, trong sự tìm tòi khám phá, sáng tạo lên những giá trị vật chất như hạt gạo,
họ đã sáng tạo lên ngôn từ ghi lại quá trình lao động ấy: say, dã, dần sàng. Đây là kết tinh, tinh túy linh hồn của dân tộc. Đất nước hình thành và phát triển cùng với sự hình thành tiếng mẹ đẻ thiêng liêng ấy. Khám phá đất nước ở phương diện văn hóa sinh hoạt, Nguyễn Khoan Điểm đã phát triển nhận thức của mình như lối định nghĩa độc đáo, một cách lý giải không hề mang tính áp đặt mà đầy sức gợi, sức thuyết phục bằng những câu chuyện chọn lọc chi tiết giàu ý nghĩa, giúp ta nhận ra đất nước bắt nguồn từ những điều giản dị nhất, gần gũi nhất nhưng bền vững đến muôn đời. Từ đấy, tác giả đã kết lại phần thứ nhất trong một câu thơ Đất nước có từ ngày đó. Câu thơ thật ngắn gọn nhưng mang ý tổng kết đầy tự hào. Nó khép lại: ngày đó là ngày nào? Ta không rõ, nhưng chắc chắn ngày đó là ngày chúng ta có truyền thống, có phong tục tập quán, có văn hóa, mà có văn hóa nghĩa là có đất nước. Đúng như lời Bác Hồ dặn trước lúc đi xa, rằng muốn yêu tổ quốc mình phải yêu những câu hát dân ca. Dân ca, ca dao là đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Muốn yêu đất nước, trước hết phải yêu và quý trọng văn hóa nước nhà. Bởi văn hóa chính là đất nước. Phải trân trọng điều đó thì chúng ta mới có thể cảm nhận được linh hồn của đất nước. Thật đáng yêu, đáng quý và đáng tự hào biết bao. Lời thơ dung dị ngọt ngào của Nguyễn Khoan Điểm. Từ đây thì tác giả chuyển sang phần thứ hai, định nghĩa về đất nước. Nó được nói rõ từ câu thơ số 10 đến câu số 29. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu định nghĩa ấy từ câu số 10 đến câu số 13, xem đất nước đã được định nghĩa thế nào. Đất là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Ở trong đây, tác giả vẫn bằng lời trò chuyện tâm tình với mỗi nhân vật đối thoại tưởng tượng. Nguyễn Khoan Điểm đã diễn giả khái niệm đất nước theo kiểu riêng của mình. Cảm hứng thơ có vẻ rất phóng túng tự do, nhưng thật ra đây là một hệ thống lập luận khá rõ mà chủ yếu tác giả thể hiện đất nước trong ba phương diện. Trong chiều rộng của không gian địa lý, từ câu 10 đến câu 18, trong chiều dài thăm thẳm của thời gian lịch sử, từ câu số 12 đến câu có 19 đến câu số 22, trong bề dày của văn hóa phong tục, lối sống tâm hồn và tính cách dân tộc, từ câu 23 đến câu 29. Ba phương diện ấy được thể hiện gắn bó thống nhất, và bất cứ ở phương diện nào thì tư tưởng đất nước của nhân dân vẫn là tư tưởng cốt lõi, nó như một hệ quy chiếu mọi cảm xúc và ý suy tưởng của nhà thơ. Và ở đây ta thấy là ý niệm về đất nước đã được gợi ra từ việc chia tách hai yếu tố tổ hợp là đất và nước. Nó gợi lên những liên tưởng. Sử dụng lối chiết tự này không hề gây ngô nghê mà vẫn thật duyên dáng ý nhị. Nó gợi cho chúng ta thấy một quan niệm mang đặc điểm riêng về dân tộc ta, về khái niệm đất nước mà tư duy thơ có thể tách ra và nhấn mạnh. Từ đây chúng ta trở lại với câu thơ số 10 đến câu thơ số 13. Ở những câu thơ này, hình ảnh đất nước không chỉ được cảm nhận bởi không gian địa lý mênh mông từ rừng đến bể, mà được cảm nhận bởi không gian sinh hoạt bình thường của mỗi người. Đó là không gian của tình yêu đôi lứa, không gian của nỗi nhớ thương. Đất nước mở ra một không gian mới. Đất mở ra cho anh một chân trời kiến thức. Nước gột rửa tâm hồn em trong sáng dịu dàng. Cùng với thời gian lớn lên, đất nước trở thành nơi anh và em hò hẹn. Không những thế, đất nước còn trở thành người bạn chia sẻ những tình cảm nhớ mong của những người đang yêu. Đất và nước tách rời khi anh và em đang là hai cá thể, còn hòa hợp lại khi anh và em kết lại thành đôi ta. Chiếc khăn, biểu tượng cho nỗi nhớ thương, đã làm bao trái tim tuổi trẻ bâng khuâng. Khăn thương như ai, khăn rơi xuống đất, một lần nữa lại được sử dụng trong bài thơ này khiến lòng ta xúc động bồi hồi. Đất nước là của nhân dân, nên việc đưa chất liệu trữ tình của dân gian vào trong bài thơ cũng là một điều đương nhiên, và nó tạo được hiệu quả cao trong việc xây dựng hình ảnh đất nước. Qua đó ta thấy được sự sáng tạo cũng như độc đáo trong thơ của Nguyễn Khoan Điểm. Câu thơ "Đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm" là một ví dụ.
hẳn ta vẫn chưa quên những câu ca dao rất đỗi ngọt ngào. Khăn thương như ai, khăn rơi xuống đất. Khăn thương như ai, khăn vắt lên vai. Khăn thương như ai, khăn chùi nước mắt. Đèn thương như ai mà đèn không tắt. Vận dụng ý từ câu ca dao trên, tác giả đã viết nên những dòng thơ đậm chất dân gian, song không kém phần độc đáo, tạo nên một phong cách rất riêng của nhà thơ. Tiếp theo, từ câu số 14 đến câu số 18, tác giả đã miêu tả hình ảnh đất nước trong một không gian rộng hơn. Đất là nơi con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc. Nước là nơi con cá ngư ông móng nước biển khơi. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông. Đất nước là nơi dân mình đoàn tụ. Ở đây, ta thấy đất nước còn là nơi trở về của những tâm hồn thiết tha với quê hương. Hình ảnh con chim phượng hoàng bay về hòn núi bạc, con cá ngư ông móng nước biển khơi gợi cho chúng ta những suy nghĩ về hình ảnh quê hương vô cùng giàu đẹp. Đây là những hình ảnh được khơi gợi từ phong cách dân ca miền Trung, nhưng đồng thời cũng là hình ảnh biểu tượng cho vẻ đẹp rộng lớn của đất nước. Con chim phượng hoàng và con cá ngư ông là hai con vật linh thiêng được nhân dân ta thờ phụng, nay đưa vào trong văn thơ của Nguyễn Khoa Điềm rất gần gũi. Giữa người và thần dường như không có sự ngăn cách, tất cả như hòa vào nhau bình đẳng. Một lần nữa, nhà thơ đã đưa đất nước từ hình ảnh của thần linh trở thành đất nước của nhân dân. Đất nước trở lên bình dị quen thuộc, nhưng đôi khi cũng lớn rộng, tráng lệ và kỳ vĩ vô cùng, nhất là đối với những người đi xa. Dù chim ham, trái, ăn ở xa, nhưng cũng giật mình nhớ đến gốc đa lại trở về. Gia đình Việt Nam là thế, lúc nào cũng hướng về quê hương, hướng về cội nguồn. Như vậy ở đây ta thấy tác giả đã miêu tả đất nước trường tồn trong không gian và thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông, để mãi mãi là nơi dân mình đoàn tụ, là không gian sinh tồn của cộng đồng Việt Nam qua bao nhiêu thế hệ. Và đồng thời song song với quá trình tách hợp là sự hài hòa trong mối quan hệ anh và em, chim về rồng ở. Câu thơ số 19 đến câu thơ số 29 đã nói về điều này. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở. Lạc Long Quân và Âu Cơ đẻ ra đồng bào ta trong bọc trứng. Những câu thơ này gợi đến mối tình của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Và nó cho thấy đất nước bắt đầu hình thành và lớn lên từ những mối tình thân thiết, yêu thương. Đồng thời nó còn gợi nhớ cho chúng ta về truyền thuyết Hùng Vương và về ngày giỗ tổ nữa. Nhắc lại về Lạc Long Quân và Âu Cơ, nhắc đến ngày giỗ tổ, Nguyễn Khoa Điềm muốn nhắc nhở chúng ta nhớ về cội nguồn dân tộc. Dù bôn ba chốn nào, người dân Việt Nam cũng nhớ về đất tổ, nhớ về dòng giống dòng tiên của mình. Nhắc đến chuyện xưa cũng để khẳng định, cũng để nhắc nhở những ai đã khuất, những ai bây giờ. Như vậy là chúng ta đã thấy là ở đây tác giả đưa ra những định nghĩa về đất nước. Định nghĩa ấy được soi sáng trong cả chiều dài của thời gian, trong cả chiều rộng không gian. Không gian ấy vừa là không gian cá nhân, vừa là không gian của đất nước kỳ vĩ. Thế nhưng nó đọng lại ở trong chúng ta những suy nghĩ về hình ảnh một đất nước vô cùng tươi đẹp, trường tồn vĩnh viễn. Để từ đó tác giả chỉ ra mối quan hệ giữa đất nước với mỗi con người. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp từ câu số 30 đến câu số 42. Ở đây, đất nước và con người có những mối quan hệ biện chứng rất rõ ràng. Trong anh và em hôm nay đều có một phần đất nước. Thì ra mỗi công dân đều là một phần tử của cộng đồng ấy. Tác giả đã phát hiện ra mối quan hệ thật gần gũi thân thiết này. Chỉ một phần nhỏ bé thôi, thế nhưng xiết bao gần gũi gắn bó, yêu thương và tự hào. Từ ý niệm mỗi công dân là một phần tử của cộng đồng, của đất nước. Điều này đã được diễn đạt một cách mềm hóa qua tiếng nói tâm tình của lứa đôi, của anh và em. Thế rồi, nhà thơ đã diễn tả ý tưởng ấy qua những lời thơ tâm tình đầy tình cảm. Khi hai đứa cầm tay, đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm. Ở đây tình yêu và hạnh phúc gia đình
đã là một cái cội nguồn để tạo nên sự hài hòa nồng thắm với tình yêu đất nước quê hương. Nếu ở phần trước nhà thơ cảm nhận đất nước là nơi anh đến trường, nước là nơi em tắm, đất nước là nơi ta hò hẹn, đất nước là nơi em đánh rơi chiếc khăn trong nỗi nhớ thầm. Và khi hai đứa cầm tay thì một mái ấm, tổ ấm gia đình đã được xây dựng. Thì rõ ràng là trong đoạn này tác giả đã nâng cao hình ảnh lên. Đến bây giờ đất nước không còn là nơi mà chỉ trong một mối quan hệ cá nhân của anh và em, mà ở trong một mối quan hệ gia đình. Gia đình là một phần của đất nước. Chỉ có tình yêu và hạnh phúc gia đình mới tạo nên sự hài hòa nồng thắm với tình yêu quê hương đất nước mà thôi. Đó là bản chất thống nhất trong tình cảm của thời đại mới. Ý tưởng ấy đã được Nguyễn Đình Thi thể hiện trong một tứ thơ sâu và đậm về nỗi nhớ. Anh yêu em như anh yêu đất nước, vất vả đau thương, tươi thắm vô ngần. Từ tình yêu và hạnh phúc lứa đôi mà biết yêu gia đình, yêu quê hương, yêu đất nước. Chỉ có thế thì chúng ta mới có được mối quan hệ gắn bó sâu nặng để đất nước trong chúng ta hài hòa lồng thắm, mới tìm thấy đất nước quê hương ở trong niềm vui và nỗi buồn của anh, của em, của bao đôi lứa khác. Sự yêu quê hương vì có chim có bướm, có những lần trốn học bị đòn roi, nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất có một phần xương thịt của em tôi. Nói về cội nguồn của dòng giống của dân tộc, Nguyễn Khoa Điểm đã nhắc đến sự tích chăm trứng. Đất là nơi chim về, nước là nơi rồng ở. Để rồi, sau đấy tác giả cất lên những câu nói thiêng liêng. Khi chúng ta cầm tay mọi người, đất nước vẹn tròn, to lớn. Rõ ràng ý thơ đã được nâng lên một bậc. Nếu ở trên là tình cảm riêng cả cá nhân chúng ta gắn bó thành hạnh phúc gia đình, để tình từ đó tạo lên hình ảnh tình yêu quê hương đất nước hài hòa nồng thắm, thì đến những câu thơ này chúng ta thấy anh và em đã cầm tay mọi người, đã gắn kết niềm hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình với niềm hạnh phúc chung của cộng đồng. Thì quả thật chỉ đến lúc đấy hình ảnh tình yêu quê hương đất nước mới vẹn tròn to lớn. Và đồng thời hình ảnh mọi người có cầm tay nhau, yêu thương giúp đỡ nhau mới có được tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Hình ảnh hai chữ cầm tay gợi lên bao nhiêu suy nghĩ, đó có thể là sự giao duyên, là sự yêu thương, nhưng đó có thể là tinh thần đoàn kết yêu thương đồng bào. Từ hài hòa nồng thắm cho đến sự vẹn tròn to lớn là một cả bước phát triển đi lên của lịch sử dân tộc. Đất nước được cảm nhận là sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc ấy. Chỉ khi nào ba cây trụm lại nên hòn núi cao, và chỉ khi nào lá lành đùm lá rách, người trong vực nước phải thương nhau cùng, thì mới có hình ảnh đẹp đẽ thiêng liêng là đất nước vẹn tròn to lớn. Ở đây ta thấy những câu thơ được sắp xếp theo phép đối xứng. Khi hai đứa cầm tay, khi chúng ta cầm tay mọi người. Đấy, tất cả những hình thức đối xứng ấy gọi lên một cách diễn đạt uyển chuyển sinh động, có ý nghĩa thẩm mỹ sâu sắc. Nó thể hiện cho chúng ta thấy ý thơ liền mạch, hài hòa, gắn bó. Đồng thời nhấn mạnh ý thơ tình yêu lứa đôi, tổ ấm gia đình sẽ gắn liền với tình yêu quê hương đất nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đó chính là những truyền thống đẹp, là tình cảm đẹp, tạo nên sức mạnh của con người Việt Nam. Từ đấy thì tác giả đi đến những câu thơ cuối. Mai sau con ta lớn lên, con sẽ mang đất nước đi xa, đến những tháng ngày mơ mộng. Những câu thơ kết thúc vẫn thể hiện mối quan hệ của đất nước với mỗi con người, nhưng nó giống như những câu thơ đặt niềm tin vào thế hệ mai sau sẽ tiếp bước cho ông, gánh vác phần đi trước, người đi trước để lại, để mãi mãi xây dựng một đất nước tươi đẹp. Hai chữ lớn lên biểu lộ một niềm tin về trí tuệ bản lĩnh của nhân dân ta trên hành trình lịch sử đi tới ngày mai tươi sáng. Và chữ tháng ngày mơ mộng là một hình ảnh ẩn dụ gợi lên một cái tương lai rất là đẹp ở trong liên tưởng của tác giả, trong tưởng tượng của tác giả. Phải chăng cái tháng ngày mơ mộng ấy là tháng ngày dân tộc chúng ta sẽ trở lên cường thịnh, trở thành một cường quốc văn minh giàu có, điều mà anh và em và mỗi người chúng ta đều mơ mộng hôm nay, rồi ngày mai nó sẽ thành hiện thực mà thôi.
Như vậy rõ ràng ở đây, Nguyễn Khoan Điềm đã nói được sự gắn bó máu thịt giữa số phận cá nhân với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước. Trách nhiệm bổn phận đối với đất nước cũng chính là trách nhiệm đối với bản thân. Em ơi em, đất nước là máu xương của mình, phải biết gắn bó và san sẻ. Em ơi em, tiếng gọi yêu thương vang lên, giãi bày, chia sẻ. Bao nhiêu niềm vui sướng đang dâng lên trong lòng khi nhà thơ cảm nhận và định nghĩa về đất nước. Đất nước là máu xương của mình, đất nước là huyết hệ, là thân thể ruột thịt thân yêu của mình, là mồ hôi xương máu của tổ tiên, ông cha ngàn đời. Vì đất nước là máu xương của mình, Lên Trần Vàng Sao đã viết: nuôi lớn người từ thuở mở đất, 4000 năm lầm gai nếm mật, một tấc lòng cũng đẫy hồn thánh gióng. Với Nguyễn Khoan Điềm thì gắn bó, san sẻ, hóa thân là những biểu hiện của tình yêu nước, là ý thức, là nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng. Phải biết gắn bó và san sẻ, phải biết hóa thân thì mới có thể làm nên đất nước muôn đời. Điệp ngữ phải biết như một mệnh lệnh phát ra từ con tim, làm cho giọng thơ mạnh mẽ. Có biết trường ca Mặt Đường Khát Vọng ra đời ở một nơi nóng bỏng, ác liệt nhất của thời chiến tranh chống Mỹ thì chúng ta mới cảm nhận được ý nghĩa của các từ gắn bó, san sẻ, hóa thân. Đó là tiếng nói tâm huyết mang sức mạnh ý chí và khát vọng vượt ra ngoài giới hạn thông tin của ngôn từ. Trong thơ ca Việt Nam thời kháng chiến, đề tài quê hương đất nước đã được tô đậm bằng nhiều bài thơ kiệt tác, những đoạn thơ hay, những câu thơ tuyệt cú. Cảm hứng về đất nước đã được diễn tả bằng nhiều tứ thơ độc đáo. Thế nhưng ít có bài thơ nào mang được chất trữ tình chính luận mà lại thấm đẫm dư ba như trong đoạn trích đất nước này. Tôi yêu đất nước này chân thật như yêu căn nhà nhỏ của mẹ tôi. Tôi yêu em nụ hôn ngọt trên môi, và yêu tôi đã biết làm người, cứ trông đất nước mình thống nhất. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được phần đầu của đoạn trích đất nước. Trong tiết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tiếp phần 2, cảm nhận đất nước từ phương diện địa lý, lịch sử, văn hóa của nhân dân, và để từ đó làm rõ được tư tưởng đất nước của nhân dân. Bài học tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em.